Hạnh Cát Thánh, ngày 31 tháng 8 năm 2023. Tôi tớ Thiên Chúa Cha Martin Valencia, năm 1470 đến 1534. Khi Martin chào đời thì Mỹ Châu chưa được khám phá. Khi Ngài từ trần là khi giáo hội công giáo nỗ lực giao giảng phúc âm ở lục địa ấy. Sinh trưởng ở một ngôi làng nhỏ bé ở Leon, Juan Martin de Boy gia nhập dòng Francisco ở Mega thuộc tỉnh Santiago, Tây Ban Nha, sau khi chịu chức Ngài được bổ nhiệm về quê cũ. Vào năm 1517, khi Martin Luther nổi tiếng ở Đức, cha Martin de Boy làm bề trên tỉnh dòng St. Gabriel. Trong thời gian đệ tử, Martin thường bắt chước Thánh Francisco thay đổi đời sống theo gương Đức Kitô. Nhưng Ngài không nhận ra ước vọng truyền giáo đã nhen nhúng ngay từ thuở ban đầu mãi cho đến khi Ngài 54 tuổi. Vào năm 1524, theo lời yêu cầu của Hoàng đế Trác Nam, cha Martin dẫn 11 tu sĩ sang Mễ Tây Cơ, là nơi họ được gọi là 12 tông đồ của Mễ Tây Cơ. Tất cả các tu sĩ tiên khởi ở Mễ Tây Cơ đều rất nghèo và rất hãm mình. Thay mặt cho các người địa phương, các tu sĩ lên tiếng phản đối sự bất công của người thực dân Tây Ban Nha. Bất kể sức khỏe yếu kém, cha Martin cũng đi đây đi đó khắp nơi và giao giảng đức tin cho bất cứ ai Ngài gặp. Ngài từ trần trong một chuyến đi truyền giáo. Lời bàn, qua bao năm, việc loan truyền tin mừng về Đức Giê-xu được coi là một công việc hầu như dành cho linh mục và tu sĩ. Nếu quả thật công việc truyền giáo là căn tính sâu xa nhất của giáo hội như lời Đức Giáo Hoàng Phaolô Vi đã nói, thì công việc này cũng hệ tại phần nào nơi mọi phần tử của giáo hội. Nhiệm vụ của cha Martin de Valencia đã hoàn tất, còn của chúng ta thì chưa? Lời trích, mục đích đặc biệt của hoạt động truyền giáo là giao giảng phúc âm và vun trồng giáo hội nơi các dân tộc và các tổ chức mà giáo hội chưa bén rễ. Các giáo hội bản xứ trên toàn thế giới phải lớn mạnh từ hạt giống lời Chúa, các giáo hội nào được tổ chức đầy đủ thì sẽ làm chủ sức mạnh và sự trưởng thành của chính giáo hội ấy, Công đồng Vatican II. Hoạt động truyền giáo của giáo hội